Dứt tới anh, cả năm hay là năm mắt hai khui hợp, tranh thủ bả đi chợ rồi. Đúng rồi. Khui, bả đi chợ phải tranh thủ mình khui hợp chứ móc két ra chứ bả đi chợ về ra quýnh chết luôn á. Từ từ ra đi ham. Rồi. Đây, cái thân máy R5 mắt hai. Coi có gì hay hay ở trong không? Ồ. Khui, đó. Đã ha. Cái R5 mắt hai đã ghê. Quá sướng luôn. Tính ra bỏ thêm mớ nữa, đổi từ con R5 mắt 1 nè qua R5 mắt 2, thêm được cái hai gạch nhưng mà được cái vui vẻ đó. Rồi pin của mình sẽ là pin thế hệ mới, pin của mã R5 mắt 2 nè, LBE6B. Đây là mã pin mới nè, dây đeo của R5 mắt 2 nhìn nó cũng đẹp đẹp vui vẻ nè, quá xinh luôn. Rồi còn đây cái cục sạc của R5 mắt 2, sạc mới có gì hấp dẫn không? Sạc của R5 mắt 2 thì nó cũng khá là hay hay. Rồi, nhìn cái máy nè. Ok. Quá đẹp luôn. Nhìn tới công chuyện chảy nước. Dưới đây nó có thêm lỗ để cho tản nhiệt nè. Quá đẹp.